Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Đỗ Trọng Huyền Châu, đến từ lớp IG K45. Sau đây mình xin trình bày về phép phân độ ung thư tiền liệt tiến theo UICC hay còn gọi là Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế năm 2002 về TNM. Trước khi tìm hiểu phân độ, chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi đánh giá giai đoạn ung thư tiền liệt tiến theo UICC 2002 về TNM. A. T2B là u còn trong tiền liệt tiến, lan tả hơn 1/2 thùy, chưa lan 2 thùy. B. T3B là u lan ra ngoài vỏ bao. C. T1C là ung thư tiền liệt tiến phát hiện bằng sinh thiết. Và câu D, A và C đều đúng. TNM có nghĩa là T là tumor, là khối u. N là nội, có nghĩa là u di căn vùng hạch. Và M là metastasis, sự di căn. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về khối u là T. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về phân độ lâm sàng. T0, không có bằng chứng về khối u nguyên phát. T1, khối u không rõ ràng về mặt lâm sàng, không sờ thấy hoặc không nhìn rõ. T1A, phát hiện mô học ngẫu nhiên của khối u trong 5% hoặc ít hơn các mô bị cắt bỏ. T1B, phát hiện mô học ngẫu nhiên của khối u trong 5% mô được cắt bỏ. T1C, khối u được xác định bằng sinh thiết kim. T2, giới hạn trong tiền liệt tiến. T2A, liên quan đến 1/2 của một thùy hoặc ít hơn. T2B, liên quan đến hơn 1/2 một thùy, không phải cả hai thùy. T2C, liên quan đến cả hai thùy. T3, dài qua bao tiền liệt tiến. T3A, mở rộng ra ngoài bao. T3B, xâm lấn các túi tinh. T4, khối u cố định hoặc xâm lấn các cấu trúc lân cận không phải túi tinh, cơ thắt ngoài trực tràng, cơ đòn thành chậu. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi ở đầu bài, mình xin chọn đáp án D là cả A và C đều đúng. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.